Ai mọi người về nấu canh chua thôi mọi người, bắt ốc không hiệu quả rồi. Về nấu canh chua. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gia đình mình lại tiếp tục đi bắt ốc mọi người. Hôm nay trời rất là nắng mọi người ạ. Chắc chiều nay lại mưa tiếp mọi người nhé. Đây, bây giờ mình đang ở trên đường chuẩn bị đi. Đấy, hôm nay mình đi ở đây không có thức ăn khác ngoài ra con ốc mọi người nhé. Ở đây chỉ là con ốc duy nhất thôi. Đây, hôm nay gia đình mình đi một cái chiếc siêu xe đây mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi nha mọi người nha. Mọi người hãy theo dõi video của mình hôm nay nha. Mọi người ơi, bây giờ mình đã tới nước Long Hồ rồi mọi người. Đấy, hôm nay mình sẽ bắt ốc chỗ này đấy mọi người. Mình đi mò nha mọi người nha. Không biết có còn ốc hay không nha mọi người. Đấy, bây giờ mình đã tới rồi. Nước của bữa nay nó rút nhiều quá mọi người ơi. Nó cạn rồi. Đi tiếp đây. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống nước. Đổ đạc ở để dưới này nha mọi người nha. Đấy, dép bỏ trên này luôn. Giờ mình sẽ đi ven bờ nước đây nha mọi người nha. Không biết có con ốc hay không nha mọi người. Đã thấy con ốc rồi mọi người này. Ốc ở hồ đây nó to lắm mọi người ạ. Ốc ở trong rẫy mình có nhiều nhưng mà nó nhỏ. Ốc là to. Ăn nó đã. Đây mọi người, mình sẽ bò vô gùi đây nha. Hy vọng là đầy gùi rồi nha mọi người. Vừa nãy mình thấy cá nó nhảy lên trên mặt nước mọi người ạ. Bên kia ông anh đang thả lưới. Không biết có cá. Ôi trời ơi, hôm nay trời nắng rất là nắng mọi người ạ. Nắng lắm. Nắng hết chịu nổi luôn. Tắm đi Tiến. Tắm đi. Đấy, con chó đi trước tắm rồi kìa. Đấy. Ôi, bên này còn ốc nó nhiều lắm mọi người ơi, quá trời luôn. Đây, ốc bư vàng đấy mọi người. Đấy. Ốc này ăn quá đã luôn này. Ăn rất là ngon luôn này.
Đây mọi người này. Ở bên này nữa này. Đây. Đây này. Ồ, đây ốc rất là to luôn này mọi người này. To nhất luôn này. Ơi. Hôm nay gió quá mọi người ơi. Bên kia có chiếc thuyền đánh cá. Xem thử chiếc thuyền bên kia nó đánh cá xem có cá không nhé. Mà gần mà đang mà can nè. Quá hả? Và sắc lạc hả? Mà can rupi thở. Lại bãi. Là mê quá. Mình mê nó rụt lên. Rồi, bà mê cảnh ít mò nữa. Mò bọn nữa. Đây mọi người mình xin cá cá của anh này nha. Đây cá này ươn ra mọi người. Đây. Nghe tiếng. Cá ươn. Về nấu. Nấu canh chua lá giang nhé. Đây, anh này đi thả câu nhé mọi người. Mình hồi xưa cũng làm nghề đánh bắt cá mọi người nha. Giờ mình nghỉ rồi. Nghề này làm cái nghề bắt cá hồi xưa cũng mạnh cũng vui lắm mọi người ạ. Tới tháng 11, tháng 12 khó làm rồi, gió to lắm. Bây giờ mình sẽ di chuyển. Mình sẽ lên bờ nha mọi người nha. Đi Tiến ơi. Cá này ươn rồi. Ươn cũng vẫn còn ăn được nha mọi người. Đi Tiến. Tiến. Đi. Lên. Đi. Đây, nước ở đây rất là rộng lắm mọi người nha. Đây, nước ở đây nước đập ở Duyên Hạ. Ở dưới kia người ta làm cánh đồng. Đi. Đây, ít có chút xíu. Đi. Đi. Đây mọi người. Về nấu canh chua thôi mọi người. Bắt ốc không hiệu quả rồi. Đây. Về nấu canh chua. Giờ mình sẽ bỏ vô cùi cho mọi người nhé. Đấy. Ok. Đi Tiến. Bây giờ mình hái lại giang tí nha mọi người. Hái lại giang để nấu canh chua nha mọi người. Chó đi theo xe máy nó mệt lắm. Le lưới luôn. Để hái lá giang. Đây mọi người, ở đây là lá giang nhiều nhất nha mọi người nha.
Chỗ này là toàn lá giang không ạ. Nó mọc theo bờ rào luôn. Bằng đó đủ rồi. Đây mọi người. Đây này, nó mọc theo hàng rào này. Rất là nhiều luôn này. Toàn lá giang không ạ. Từ đây tới kia luôn mọi người ạ. Nhiều lắm. Giờ mình sẽ về nhé mọi người, về nó cái chùa thôi. Trưa này chưa ăn trưa mọi người ạ. Đi tìm con ốc cũng có may mà được anh kia cho một con cá. Về nó canh chua. Rồi đi. Đây, xe mình cũng hư rồi mình ạ. Hư chân đạp à. Khổ quá. Đây đi. Bây giờ mình đã tới chòi mình rồi đó nha mọi người. Mệt quá. Tới chòi mình chiều luôn mọi người. Đi xe máy đường khó đi, rất là mệt luôn. Mệt hơn đi làm nữa. Đây chòi của mình nha mọi người nha. Bây giờ mình nấu cơm trước nha mọi người nhé. Đây mọi người nha, bên nồi cơm đất đó là mình nấu cơm nha mọi người. Còn bên lửa đang cháy đó là mình đang nấu cá nha mọi người nhé. Mọi người xem thử cơm mình chín hay chưa nha. Chín đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn. Để xem cá của mình nữa. Đây con cá của mình đây mọi người. Mình nó canh chua cho mọi người nha. Nó với lá giang nha. Cho vô bột ngọt. Đây con ốc mình đi nhặt hồi nãy này mọi người có chút xíu à. Đấy mình lựa con to rồi mình sẽ nướng ăn. Đây. Mình kiểm tra lại lần nữa nha mọi người nha, xem chín hay chưa nha. Chắc chín rồi mọi người, đã xem thử. Chưa chín đâu mọi người ạ. Còn lo lắm. Chịu khó chờ vài phút nữa. Vừa nãy mình nói 5 phút. Bây giờ chờ thêm nữa nhá mọi người. Đẩy nắp lại đi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lần cuối nha mọi người nha. Bây giờ chắc chín rồi. Nhất định là chín rồi. Chín rồi mọi người ơi. Chín hết rồi. Wow, ngon. Ăn thôi mọi người, xong hết rồi. Đây cơm này. Đây nha mọi người nha. Giờ mình sẽ ăn cái đầu nó trước. Cá mè cái đầu nó là nhất. Ngon lắm mọi người ạ. Giờ này ăn cái gì ngon hết. Nóng quá mọi người ạ. Nóng quá. Đây con ốc này. Ốc mình nướng.
Ốc này thịt nó rất là to luôn mọi người này. Trời nắng quá, tìm nó không thấy, nó chìm xuống mọi người ạ. Nhưng mà mình đi buổi sáng á, nó nổi lên, mình bắt nó tìm nó dễ. Để thưởng thức từ ốc nướng cho mọi người. Đây là da mưa. Chua ngon. Ở này thấy bao tử nó đâu nhỉ? Ăn ngon lắm mọi người ạ. À mọi người ơi, bây giờ mưa tối đấy mọi người ạ. Sấm sét lắm, bây giờ mình sẽ dừng video tại đây mọi người. Mọi người xem video của mình đăng ký ủng hộ kênh nha mọi người nhé. À, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.